giờ là 11 giờ 20 phút rồi mà chưa nhúc nhích gì. À, quý vị có nhìn thấy không? Chúng tôi đã rất là xinh đẹp từ mấy giờ sáng nhỉ anh ạ? Từ 7 giờ sáng đến đây ngồi chờ trang điểm, hóa trang, làm tóc, quần áo, các thứ bôi chắc. Thế mà bây giờ là 11 giờ 20 rồi chúng tôi vẫn chưa được làm việc. Yêu cầu cho chúng tôi làm việc. Đừng có tưởng trả tiền mà để chúng tôi ngồi không thì chúng tôi chịu đâu. Vừa bảo cái gì? Đừng có tưởng trả tiền mà bảo chúng tôi ngồi không thì chúng tôi chịu. Cái câu này cứ thấy mông lung sao ấy. Đây này, quay về đây này. Còn mấy trăm nghìn đây này, đây này. Trong túi còn có từng này tiền mà đã được đưa cái đồng nào đâu mà bắt người ta quay quần quật. Ngày nào cũng 5 giờ sáng dậy. Không những thế còn không những thế còn bóc lột nhá. Hôm qua mình nói sai, à không phải hôm qua. Hôm kia thì phải. Mình nói sai một câu. Về đánh tím đầu gối hai chỗ liền. Đấy. Thế xong đến hôm qua lúc mà mình nói rằng là em mệt quá rồi, em không thể nói được câu cuối nữa đâu thì về lên ô tô đánh một cái nữa. Hôm nay phải bảo các bạn make up là che giúp bởi vì là sợ là lên hình nhìn nó quá là ghê đi. Hết gần 20 phần mát đấy. Thực sự là trên hình thì lung linh lắm thôi, tưởng là yêu thương nhau nhưng thực sự ngoài đời không phải. Đây, đi theo tôi. Đây. Nghĩa là những ngày đầu tiên thì phơi phới, tràn trề sức sống. Bởi vậy cớ làm sao mà cho đến ngày hôm nay lại ủ rũ như gà rù thế này, như bánh đa ngâm nước. Đây. Ngày xưa hồi đầu mới đến thì đi guốc cao gót, bây giờ gần hết chương trình rồi thì đi dép chợ Bến Thành 50.000 một đôi. Không hiểu là chúng tôi còn bị đối xử tồi tệ đến mức nào nữa. Đây, đạo diễn nổi tiếng nhá, đạo diễn nổi tiếng Lê Hoàng ngồi chờ từ 6 giờ sáng đến bây giờ nhìn xem quần áo thì nhăn nheo, phấn son thì bạc hết rồi mà vẫn chưa được quay. May quá không có làm để biết thừa là làm cái bạc. Thử hỏi đối xử với mọi người như thế nào? Còn đây nữa chứ, tôi nói thật nhá, tôi không hiểu là vì sao ban tổ chức lại xếp phòng của tôi ở cạnh phòng của người đàn bà này. Tôi không ngủ được, âm thầm cho người thả muỗi vào phòng tôi, nửa đêm nó đốt thế là phải dậy. Đây, mắt thâm quầng, mọi người có nhìn thấy mắt thâm quầng không? Thực sự chứ, đúng là mình bị lừa mà, chỉ vì tin người quá đáng mình bị lừa đấy. Đêm hôm qua thức đến tận 2 giờ sáng, rầm rập ở bên cạnh. Mình cũng cố gắng tưởng tượng xem là ở bên cạnh xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thôi, mình không muốn tưởng tượng nữa. Mình chỉ biết rằng mình đang rất mệt. Tôi cần được làm việc. Chúng tôi cần được làm việc. Hãy cho chúng tôi làm việc đi. Đừng có tưởng trả người ta mấy cái đồng bạc mà bảo người ta ngồi không mà người ta nghe đâu. Ăn như thế ta gọi là ăn không sạch. Có ăn là phải làm việc, đúng không? Tự nhiên bây giờ đưa tiền tôi bảo là em đến để em ngồi không thôi. Ôi dồi ôi, dễ thế, không muốn ngay dễ đem quần đến cho túi cho mắt ruột. Không muốn cái đấy chắc chắn trong đấy có độc. Đây đã tự chuẩn bị nước mang từ nhà đi rồi. Che vào. Đây, nước phải mang từ nhà đi, không đề phòng ở trong này có độc. Uống vào là cứ ở lại đây làm việc không công ngày ngày tháng tháng. Rồi đây là mới chỉ tím có 3 chỗ thôi đấy. Nếu mà ở lại đây thêm khoảng chừng 2 tháng nữa thì không biết là sẽ còn tím những cái chỗ nào. Anh công nhận không? Hôm trước anh Hoàng vừa mới chân ướt chân ráo bước đến cái là nạc nộ luôn chứ. Phải nói làm sao hay vậy? Phải thế nọ thế kia. Khổ thân, mình ngồi bên cạnh mình an ủi mãi. Thôi anh thông cảm, tất cả mọi người đây đều rất ghê. Em đây này, con dâu đáo để như này mà em không chịu được, cũng chỉ là anh. Thương anh. Các, thực sự đấy. Thế tóm lại là cho chúng tôi làm việc đi. Chưa rồi. Giờ này là em ở nhà và mẹ em cho em ăn cơm rồi đấy. Chứ nếu mẹ em biết mà em khổ sở như vậy mẹ cũng cho em đi làm đi đâu. Em nói thật.
nhở chị. Ừ. Cái gì? Phải. Ổ thân. Em chưa xong.